Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tin nhanh của Tiền Phong TV. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung chính sau đây. Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh dùng quốc đánh bạn cùng lớp chảy máu đầu. Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc. Thông tin mới vụ hàng nghìn công nhân ăn chưa xong đồng loạt bỏ việc. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là những tin vắn trong nước đáng chú ý. Tối ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Trân Ủy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Mật Thuột, Đắk Lắk cho biết đã làm báo cáo nhanh việc nữ sinh dùng quốc đánh bạn cùng lớp làm chảy máu đầu. Theo ông Ủy, em HML lớp 10C1 đã đánh em HTMT học cùng lớp vì cho rằng em T nói xấu mình. Nhà trường sẽ đợi MT đi học lại và làm rõ lý do diễn ra vụ việc để xử lý theo quy định. Về phía MT, sau khi bị bạn hành hung dùng guốc đập vào đầu, đã được mọi người đưa tới phòng khám đa khoa hoàn hảo ở thành phố Buôn Ma Thuột để các bác sĩ xử lý vết thương, khâu bốn mũi ở khu vực Thái Dương. Hiện T đã được bác sĩ cho thuốc về nhà điều trị, theo dõi thêm. Người nhà nữ sinh bị đánh cho biết tâm lý MT khá hoảng loạn, gia đình sẽ cho em nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần. Sau khi xảy ra sự việc, bố mẹ và nữ sinh L đã đến nhà xin lỗi, gia đình em T đồng ý bỏ qua sự việc, em L cũng viết cam kết không đánh T nữa. Sáng ngày 3 tháng 10, thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, ngụ tại Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản đồng thời giải cứu bé gái 3 tuổi an toàn và bàn giao cho gia đình. Theo thông tin ban đầu, Sơn và cha của bé gái là bạn bè. Do nợ nần nên vào ngày 2 tháng 10, Sơn đến trường mầm non của bé tại thành phố Tân An, dụ dỗ bé đi cùng với mình. Sau khi bắt cóc, Sơn mang cháu bé đến một khách sạn và gọi điện thoại cho gia đình, yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản, nếu không sẽ giết cháu bé. Sau khi gia đình chuyển trước 1 tỷ đồng, Sơn nhốt bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi Lâm Đồng nhằm bỏ trốn. Hiện nghi can đã bị di lý về công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc. Tối ngày 2 tháng 10, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cho biết đã có báo cáo về vụ việc ngừng việc tập thể hàng nghìn công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng tại xã Diễn Trường huyện Diễn Châu. Theo đó, sự việc diễn ra vào đầu giờ làm việc chiều ngày 2 tháng 10, có gần 6.000 công nhân đã tập trung tại nhà xe. Đến 11 giờ 30 phút, hơn 5.000 công nhân đã đồng loạt ra về. Theo Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, sự việc công nhân ngừng việc tập thể là tự phát, không thông qua tổ chức công đoàn. Người lao động ngừng việc tập thể để kiến nghị 6 vấn đề liên quan đến tiền lương và chế độ làm việc của người lao động. Trong chiều mùng 2 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đã có văn bản trả lời đầy đủ 8 nội dung kiến nghị của công nhân. Lãnh đạo công ty cũng đề nghị toàn thể công nhân đi làm vào sáng ngày mùng 3 tháng 10, trường hợp tự ý nghỉ việc sẽ bị xử lý theo quy định. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 10, một lãnh đạo đảng ủy phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận, đơn vị đã nhận đơn xin nghỉ việc của ông Phan Lê Việt Cường, 33 tuổi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phước Tân. Lý do ông Cường nêu trong đơn nghỉ việc là do hoàn cảnh gia đình và áp lực công việc quá lớn. Chúng tôi đã vận động rút đơn nhưng ông Cường vẫn bảo lưu quan điểm. Do vậy, việc xử lý trường hợp cán bộ này thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, vị đại diện lãnh đạo đảng ủy phường Phước Tân nói. Trước đó vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Phan Lê Việt Cường ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa báo cáo tình hình giả soát, thống kê danh sách các trường hợp trên địa bàn phường Phước Tân phải giải tỏa thu hồi đất cho dự án cao tốc Biên Hòa Dầu Dây. Qua đó, phường Phước Tân báo cáo có 700 hộ dân mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng trái phép. Ủy ban nhân dân phường Phước Tân kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa sớm sao thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra 700 căn nhà xây dựng không phép nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa sau đó ra văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân chủ động giả soát nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng đối với 700 căn nhà xây dựng trái phép. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trước ngày 14 tháng 10, đồng thời giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị xem xét vướng mắc liên quan đến 700 căn nhà xây dựng trái phép nêu trên. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật. AP dẫn nội dung bức thư kêu gọi Quốc hội Mỹ bổ sung nguồn tài trợ cho Ukraine. Cuối tuần qua, Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa bằng cách thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ dành cho Ukraine. Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Michel Marco nói với các lãnh đạo Hạ viện và Thương viện rằng họ chỉ có 1,6 tỷ USD trong số 25,9 tỷ USD mà Quốc hội đã phê chuẩn lần trước để tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ông Marco cho biết, Mỹ đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn tài trợ dài hạn cho Kiev thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, nguồn cung cấp tiền để ký hợp đồng mua vũ khí trong tương lai. Ngày 1 tháng 10, Tổng thống Joe Biden cho biết, dù Mỹ vẫn duy trì cung cấp viên trợ, nhưng thời gian không còn nhiều. Chiều ngày 2 tháng 10, nhà thờ công giáo Santa Cruz ở thị trấn ven biển Ciudad Madero, Bantamolipas, Mexico, đổ sập khi đang có khoảng 70 người dự buổi lễ sửa tội bên trong. Ông Americo Villarreal, thống nấp Bantamolipas, cho hay đã xác nhận 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và bà trẻ em. Ngoài ra, sự cố khiến ít nhất 60 người bị thương. Công tác cứu hộ đang được chính quyền địa phương triển khai. Xe cứu thương, xe tuần tra, cảnh sát, quân nhân được huy động đến hiện trường nhằm tìm kiếm người mất tích. Trên mạng xã hội, người dân địa phương kêu gọi hỗ trợ các công cụ cứu hộ như thang máy thủy lực, gỗ và búa. Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador bày tỏ lời chia buồn tới người thân những người không may thiệt mạng, đồng thời nói rằng thảm kịch tạo ra rất nhiều sự đoàn kết từ người dân. Đội tuyển Việt Nam thi đấu đến 3 trận với các đối thủ mạnh trong tháng 10, trong khi các đội bóng còn lại ở Đông Nam Á chỉ thi đấu 2 trận. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận trong những ngày FIFA Days. Chuỗi ngày lên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn cầu thoải mái gom quân từ các câu lạc bộ, làm nhiệm vụ quốc tế. Gồm các trận gặp Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 đều diễn ra trên sân đối phương. Điều đáng chú ý tiếp theo các đội bóng Đông Nam Á đều chọn các đối thủ có thứ hạng cao hơn mình trên bảng xếp hạng FIFA để thi đấu giao hữu. Đội tuyển Việt Nam xếp hạng thứ 95 thế giới, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc hạng 80, Uzbekistan hạng 75 và Hàn Quốc hạng 26. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau